Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, Công đoàn ngành giáo dục đào tạo tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết các phong trào thi đua trong cán bộ, nhà giáo, người lao động giai đoạn 2015-2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua do công đoàn ngành phát động đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, tạo nên khí thế sôi nổi trong cán bộ, nhà giáo, người lao động. Các phong trào thi đua đã khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, nhà giáo, người lao động, nổi bật như các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp để hội nhập và phát triển, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, Công đoàn ngành giáo dục đào tạo đã tặng giấy khen cho 46 tập thể và 107 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của ngành giai đoạn 2015-2020. Bản tin lúc 6 giờ sáng nay của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 8 ca bệnh dương tính với COVID-19 ở Đà Nẵng. Đến thời điểm này, Việt Nam có 446 ca bệnh. Theo đó, 5 ca bệnh từ 439 đến 443 đều là nữ và là người nhà trong bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. 3 ca bệnh còn lại là bệnh nhân của các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng. Cụ thể, ca bệnh 444, nam, 19 tuổi là bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ca bệnh 445, nữ, 61 tuổi, là bệnh nhân tại khoa mắt Bệnh viện C Đà Nẵng. Ca bệnh 446, nữ, 39 tuổi, có địa chỉ tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng, là bệnh nhân tại Bệnh viện Giao thông Vận tải, Đà Nẵng. Sau khi xác định 8 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng tiếp tục điều tra dịch tễ, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần, xử lý triệt để ổ dịch theo quy định, không để lây lan. Trước tình hình nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp, Bộ Công an vừa có công điện yêu cầu các địa phương tăng cường cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn việc đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép và đưa người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép. Hàng loạt vụ xuất nhập cảnh trái phép và các đối tượng liên quan cũng đã được các địa phương khởi tố. Theo thống kê, từ mùng 1 tháng 5 đến nay, lực lượng công an đã nắm tình hình, phát hiện, phối hợp đưa hàng nghìn người nhập cảnh, kể cả nhập cảnh trái phép, vào các khu vực cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến thời điểm này, hàng chục vụ án và hàng chục bị can cũng đã bị các địa phương như Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Đà Nẵng khởi tố về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép. Nhiều địa phương cũng liên tiếp phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép. Trước tình hình này, Bộ Công an đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời trao đổi với công an các đơn vị địa phương, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng, tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt các cửa khẩu, đường mòn lối mở trên tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời xử lý nghiêm minh để răn đe. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cử 8 đoàn kiểm tra đi kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các tuyến biên giới tại 8 tỉnh, với phương châm ngăn chặn bằng được, không để cho trường hợp nhập cảnh trái phép. Nếu nhập cảnh trái phép coi như trường hợp nhiễm bệnh, phải đưa đi cách ly ngay, sau đó xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy định của pháp luật. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nho Quan, xã Tích Thổ vừa tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề Em chưa 18 nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và các em học sinh kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc. Diễn đàn giao lưu đã tập trung vào vấn đề tảo hôn hiện nay, những hệ lụy của tảo hôn đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Một trong những nguyên nhân được đề cập là do ảnh hưởng tiêu cực từ những nội dung xấu trên Internet dẫn tới quan hệ tình dục trong độ tuổi vị thành niên, có thai ngoài ý muốn. Diễn đàn là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng nâng cao nhận thức về tảo hôn cũng như hệ lụy của nó để có giải pháp ngăn chặn đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ tình trạng này, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, tiến bộ. Với chủ đề tình nguyện sáng tạo vì cộng đồng, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 đang được tuổi trẻ huyện Kim Sơn tích cực triển khai bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Những bông hoa đầy màu sắc rực rỡ được vẽ lên 50 cột điện và nhiều hộp công tơ, bốt điện trên địa bàn thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn khiến nhiều người dân thích thú.
đó là tác phẩm của các bạn đoàn viên thanh niên thị trấn, những họa sĩ không chuyên đã dành thời gian suốt 3 tuần liền để tô vẽ cẩn thận tỉ mỉ, biến những chiếc cột điện vốn tán để quảng cáo thành những bức tranh sinh động, rực rỡ. Qua công trình này thì đoàn thanh niên thị trấn Phát Diệm cũng muốn tuyên truyền đến người dân ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường, hạn chế được tình trạng dán cũng như quảng cáo ra vặt trái phép trên các cột điện. Mỗi một bức tranh, mỗi một cột điện là có một nét đẹp riêng để tạo được một thông điệp, đó là giữ môi trường xanh sạch đẹp. Huyện đoàn Kim Sơn hiện có hơn 13.000 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại 45 tổ chức cơ sở đoàn. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay đang diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa như vệ sinh môi trường, chiến dịch hãy làm sạch biển, đóng góp ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, thăm tặng quà các đối tượng chính sách. Từ đó, tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ được phát huy. Giúp đỡ nhân dân trong hoàn cảnh khó khăn thì em thấy đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa. Nó giúp tình cảm quân dân gắn bó hơn, khiến cho bọn em có hoàn thiện hơn bản thân, trưởng thành hơn trong công việc và trong cuộc sống. Hiện nay trên địa bàn huyện Kim Sơn có nhiều thanh niên đi làm ăn xa, khiến việc tập hợp đoàn viên tham gia sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Để hoạt động tình nguyện hè diễn ra sôi nổi, rộng khắp, Ban chấp hành đoàn thanh niên các địa phương đã đề ra những giải pháp thu hút thanh niên. Để giải quyết cái hè sinh hoạt cho thiếu niên nhi đồng thì cũng đã huy động cái đoàn viên sinh hoạt hai chiều từ các trường đại học, rồi là các trường trung học cơ sở. Đoàn xã sẽ lập một cái trang thông tin của đoàn xã. Qua cái thông tin trang mạng đấy thì sẽ tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên là những cái chủ trương chính sách mới cũng như là lịch sinh hoạt. Những đổi mới trong phương thức tổ chức, cách thức hoạt động đã nâng cao chất lượng chiến dịch tình nguyện hè tại Kim Sơn, thu hút giới trẻ tham gia và lan tỏa ý nghĩa tới cộng đồng. Nhằm giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững, Hội Phụ Nữ xã Phú Long, huyện Nho Quan đã xây dựng mô hình tổ hợp tác nuôi gà di theo hướng an toàn sinh học. Qua quá trình rà soát đợt 1, Hội Phụ Nữ xã đã chọn ra 6 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo để tham gia mô hình. Mỗi hộ được hỗ trợ 200 con gà giống và 150kg thức ăn hỗn hợp, dạng mảnh, đồng thời được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh theo hướng an toàn sinh học. Đến nay, sau 1 năm thực hiện, đã có 3 hộ thoát nghèo, 6 hộ thoát cận nghèo. Trong đợt 2, hội tiếp tục chọn thêm 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ con giống với số lượng 100 con một hộ. Mô hình được đánh giá là hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, dần làm thay đổi phương thức chăn nuôi truyền thống của bà con vùng cao, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các gia đình. Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng nhập thịt lợn, lợn sống nguyên con để giảm áp lực nguồn cung trong nước, từ đó hạ giá thịt lợn hiện nay. Chính phủ chỉ đạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp nhập khẩu được lợn về giết mổ ngay, đồng thời giao Bộ Công Thương đảm bảo tốt khâu lưu thông, phân phối, triển khai chương trình bình ổn thị trường mặt hàng thịt lợn. Lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động mua bán, vận chuyển thịt lợn và thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là tại các tỉnh giáp biên giới Lào và Campuchia. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến đầu tháng 7, đã có 7 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu gần 9.000 con lợn sống từ Thái Lan. Cùng với đó, một lượng thịt lợn và sản phẩm từ thịt lợn nhập khẩu trong nửa năm nay cũng tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, giá lợn hơi trong nước vẫn chưa được giảm như kỳ vọng, kéo theo đó giá thịt thành phẩm vẫn đứng im ở mức cao. Trong 5 năm qua, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng của huyện Yên Khánh có bước tăng trưởng vượt bậc. Nếu như năm 2015 là hơn 6,7 nghìn tỷ đồng, thì đến năm 2020 đã tăng lên gần 12 nghìn tỷ đồng. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Nghề đan cói bèo bồng được nhiều người dân xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh gắn bó nhiều năm nay. Hiện trong tổng số gần 6.000 người trong độ tuổi lao động thì có tới hơn một nửa là làm nghề đan cói bèo bồng với mức thu nhập bình quân từ 1,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng một người một tháng. Làng nghề của chúng tôi thì đã có từ lâu rồi. Như gia đình nhà tôi thì trong cái lúc tôi đi làm về và
Những lúc rảnh rỗi tôi và con tôi đi học về, các cháu vẫn tham gia đan. Một tháng bình quân thu nhập của gia đình tôi có độ 2-3 triệu đồng trên tháng. Kỹ thuật bèo bồng này thì nó cũng đòi hỏi kỹ thuật cao. Nói chung là cũng phải đan đều, đan đẹp. Các cháu ở quê đây thì các cháu hầu như là cứ tầm lớn lên là các cháu đã biết làm rồi. Là theo nghề của bố mẹ hướng dẫn là cho các cháu đã biết làm. Xác định công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng là động lực quan trọng để phát triển nhanh, bền vững. Thời gian qua, huyện Yên Khánh đã có nhiều giải pháp phát triển lĩnh vực này. Đó là tạo điều kiện với những cơ chế khuyến khích đầu tư thông thoáng như ưu đãi về giá thuê đất, tích cực giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là giao thông để phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, huyện Yên Khánh đã hình thành và đi vào hoạt động hai khu công nghiệp là Khánh Phú và Khánh Cư, hai cụm công nghiệp là thị trấn Yên Ninh và Khánh Hải, đã góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm của huyện tăng trưởng mạnh. Công tác hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và nhu cầu tuyển dụng lao động của các cơ sở sản xuất trên địa bàn được huyện quan tâm thực hiện. Qua đó, tạo sự gắn kết giữa người lao động với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, toàn huyện có trên 17.000 cơ sở sản xuất kinh tế cá thể, trong đó cơ sở sản xuất công nghiệp là gần 7.000, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động nông thôn. Trước kia thì là đóng cái gạch không lung này thì trước là đóng bằng thủ công thì nó mệt nhọc vất vả, nên không có dây chuyền, không có băng chuyền. Với lại máy móc các thứ nó bằng máy đời cũ, đời cổ. Bây giờ đóng nó có dây chuyền và băng chuyền thì nó hiện đại hơn, mà ra phào gạch thì nó hiện đại hơn. Giờ chỉ, cái công un thì ngày xưa chỉ 4-5 người, bây giờ chỉ có 1-2 người là ra được gạch hoàn chỉnh đầy đủ theo phiên. Lương bình quân thì tôi làm ở đây là cứ thường thường tháng 6 triệu. Những khởi sắc trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đã tạo động lực cho quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo diện mạo mới cho Yên Khánh, một vùng quê đang trên đường đổi mới và hội nhập. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Ninh Bình và huyện Nho Quan vừa tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu 3 lần thứ 9, Đảng bộ quân đội lần thứ 11. Với chủ đề dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng, đợt thi đua cao điểm tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, tăng cường giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, qua đó nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cơ quan đơn vị, góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, Công an thành phố Ninh Bình đã ra quân thực hiện đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Với thông điệp "Tính mạng con người là trên hết, đã uống rượu bia không lái xe", lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức ra quân phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tại các khu vực tập trung nhiều quán rượu, quán bia trong khoảng thời gian sau bữa trưa và bữa tối. Trên địa bàn thành phố thì có nhiều cái tuyến, có nhiều cái dịch vụ ăn uống. Đây là những cái mà những tuyến đường mà có nguy cơ người điều khiển phương tiện là sử dụng rượu bia nhiều. Chúng tôi tập trung vào các cái tuyến đường chính trọng điểm trên địa bàn để có cái biện pháp trước tiên là tuyên truyền, sau đó thì cùng với công an phường rồi là chính quyền tuyên truyền nhắc nhở, xong áp dụng các biện pháp, đồng thời với đó là cái tuần tra kiểm soát và xử lý để đảm bảo cái tính răn đe của pháp luật. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại tại buổi kiểm tra nồng độ cồn tối ngày 26 tháng 7 của Công an thành phố Ninh Bình trên tuyến đường Võ Thị Sáu thuộc địa bàn phố 4, phường Đông Thành. Chỉ trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 23 giờ, đã có 7 trường hợp vi phạm bị phát hiện và xử lý với tổng số tiền phạt 50 triệu đồng. Qua quan sát của phóng viên thì đã có nhiều trường hợp sử dụng taxi hay gọi người nhà đến đón để rời khỏi quán bia. Thậm chí có những trường hợp sẵn sàng để lái xe ở quán và đi bộ qua chốt kiểm tra, hay có trường hợp tỏ ra bất hợp tác, buộc lực lượng chức năng phải tiến hành cưỡng chế, đưa xe về trụ sở để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua đây có thể thấy, để công tác kiểm tra, kiểm soát nồng độ cồn đạt hiệu quả cao hơn nữa, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, các cơ quan đoàn thể, đặc biệt là ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, đã uống rượu bia thì không lái xe.
Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.